Kính thưa quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Tôi đang nghiên cứu về cái vi phạm điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, và cũng muốn nói với quý vị và các bạn một chút về cái tội này. Video hôm nay của tôi có tên là Điều 260 của Bộ Luật Hình Sự là gì? Một cái cách trả lời giống như câu hỏi ask question and answer đó, để cho quý vị và các bạn được đổi mới một chút xíu, giảm bớt những cái căng thẳng. Nói luật sư Thu là chuyên gia nói về luật. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của tôi sẽ dẫn dắt quý vị và các bạn là như thế này. Có một anh chạy chiếc xe ô tô. Thì khi chạy chiếc xe ô tô thì trong người có nồng độ rượu và gây ra cái chết cho người khác. Thì gây ra cái chết như vậy, thì tại thời điểm mà anh lái xe đó, thì khi gây ra cái chết thì các cơ quan tiến hành điều tra đã xác định nồng độ rượu của anh và biết được rằng là anh có một cái tỷ lệ nồng độ rượu vượt quá mức cho phép. Mặc dù là anh đã hoàn tất cái thủ tục gọi là bồi thường thiệt hại, lo ma chay, tuy nhiên thì pháp luật vẫn điều chỉnh trong trường hợp này. Tôi cũng muốn giải thích đến chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Rất nhiều người hỏi tôi những cái câu đại khái rằng là luật sư ơi, phía bên gia đình tôi đã bồi thường toàn bộ trong cái vụ việc cố ý gây thương tích, trong cái vụ việc vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, thế tại sao tôi vẫn còn bị xét xử, tôi vẫn còn phải bị khởi tố, tôi vẫn phải bị truy tố? Thưa với quý vị rằng là nếu cái hành vi, nói chung là nếu cái việc nó xảy ra đó và nó không được quy định trong Bộ Luật Hình Sự thì chúng ta sẽ tự mình tự do thương lượng. Còn nếu trong trường hợp những cái quy định, ví dụ người ta nói là tội cố ý gây thương tích là gây thương tổn cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tổn là 11%, vậy thì cho dù mình có bồi thường, trước đây thì mình có đơn tố cáo, sau đó mình nhận tiền bồi thường, tuy nhiên rằng nếu trong trường hợp cái mức độ khi mà chúng ta đi giám định, người nhà, người thân chúng ta đi giám định mà trên 11% là chúng ta bị vào cái tội vi phạm cố ý gây thương tích. Còn trong cái trường hợp này, mặc dù là phía người bị hại đã nhận tiền, đã có đơn bãi nại, tuy nhiên áp theo quy định của pháp luật. Vậy tôi đọc điều 260 cho quý vị và các bạn nghe nhé. Điều 260, đây là Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong những trường hợp sau đây. Luật nói như vậy, quý vị, luật liệt kê những cái trường hợp dưới đây nè. Người nào tham gia giao thông mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ. Mà để biết được cái hành vi tham gia giao thông có vi phạm hay không thì chúng ta sẽ áp về luật giao thông đường bộ rằng là phải có giấy phép lái xe, phải tham gia giao thông trong một cái tình trạng là gọi là không sử dụng rượu bia. Sử dụng rượu bia vượt quá khả năng thì đó gọi là vi phạm về điều khiển giao thông đường bộ, có xảy ra hậu quả. Thưa quý vị và các bạn, nhà làm luật đã liệt kê cái gì? Làm chết người. Liệt kê là trong tình trạng có sử dụng rượu bia trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Nếu chúng ta uống mà chúng ta
không có vượt quá mức quy định thì chúng ta sẽ không được liệt kê vào cái vi phạm về điều khiển quy định về an toàn giao thông đường bộ. Vậy đó quý vị và các bạn, cái hậu quả nó xảy ra là cái bị cáo này đã gây ra tai nạn, và cái tai nạn đó trong cái tình trạng không thể làm chủ được mình vì có hơi thở nồng độ vượt quá mức quy định và gây ra một cái hậu quả. Điểm A là làm chết người. Thưa quý vị và các bạn, thì đây là một cái cáo trạng của một viện kiểm sát. Thì trong cáo trạng này, cái hành vi mà vi phạm về quy định tham gia giao thông đường bộ thì phải ở cái điểm B khoảng 2 điều 260 từ 3 năm đến 10 năm. Trong cái việc mà viện kiểm sát truy tố bị cáo gây ra cái tai nạn giao thông, mà cái tai nạn giao thông đó làm chết người, lượng cồn ở trong máu khi mà bị cáo tham gia giao thông là có thật, và có những cái chứng cứ đó, thì bị cáo này sẽ bị truy tố trước tòa về cái hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, và mức hình phạt là từ 3 năm tới 10 năm. Nặng không quý vị? Tôi cũng xin nói thêm là nếu trong trường hợp này thì bị cáo này sẽ được xét xử trong nằm trong khung từ 3 năm tới 10 năm. Có thể bị cáo này là 3 năm, cũng có thể bị cáo này là 10 năm. Tuy nhiên thì trong nhiều loại hồ sơ và những cái hướng dẫn thì tôi sẽ lồng ghép những cái câu chuyện để cho quý vị và các bạn cảm thấy rằng là cái lượng kiến thức của mình nó sẽ không vượt quá, mang một cái tính chất là gần gũi và dễ hiểu, vừa mang thông điệp nhà luật đến cho quý vị và các bạn, vừa mang thông điệp của những cái thuật ngữ chuyên ngành luật rất là khó khăn. Vậy một lần nữa, theo cái điều 260 tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tôi lặp lại ha: người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong những trường hợp sau đây. Thì như vậy, các nhà làm luật đã hướng dẫn chúng ta, nếu mà có tội thì chỉ gồm hai yếu tố. Thứ nhất là có những cái trường hợp mà nhà làm luật đã liệt kê, gồm có chết người, là gây thương tích, gây thương tổn là từ 61% trở lên, là gây thiệt hại về tài sản là từ 100 triệu trở lên, hoặc có tình trạng sử dụng rượu bia. Và phải có cái vi phạm về quy định an toàn giao thông đường bộ. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là sẽ không muốn rìu qua mắt thợ một số anh chị em là những người chuyên ngành trong viện kiểm sát, trong tòa án, và một số anh chị em luật sư, các thầy cô. Tuy nhiên rằng là tôi cũng xin mạn phép để mà trao gửi những cái thông tin cơ bản nhất, những cái thông tin thật gần gũi nhất của một người Việt Nam cần phải biết những cái quy định pháp luật Việt Nam, nếu trong trường hợp người nhà, người thân và những người khác nằm trong trường hợp chẳng đặng đừng. Thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ có những cái video post lên trên cả những cái phương tiện như là fanpage, blog, YouTube và Facebook để quý vị và các bạn nhân rộng cái mô hình. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy quý và người nhà, người thân của quý vị cần có những cái hỏi để biết thêm, nếu chúng ta người nhà chúng ta rơi vào trường hợp người bị hại, bị cáo, thì chúng ta sẽ chủ động gọi cho luật sư theo số điện thoại là 0903 392 861. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
Thank you.